Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime China. Trong Đấu La Đại Lục, Đường Hào là một nhân vật đẹp trai có bắp sáu múi thành một. Với những pha đường hào điên, anh ấy có thể cân cả bầu trời. Với danh hiệu người trẻ tuổi mạnh nhất vào thời điểm thế hệ trước, Đường Hào biệt danh Hào Thiên Đấu La khoảng 36 tuổi phong hào. Những chiến tích Đường Hào từng gây ra trong quá khứ, như là thì được em cỏ A Ngân sinh ra Đường Tam, hay một mình cân ba phong hào đấu la gồm có quỷ cúc thiên tầm tật. Thậm chí thời điểm đó Đường Hào với con búa sắt nặng trăm cân và mọi đối thủ của mình. Thế nhưng cuộc đời của ông cũng bước vào ngõ cụt của cuộc đời. Đó chính là Hào Cụt đã tự chặt chân chặt tay và lấy ra hồn cốt. Nói chung Đường Hào bị tàn tật chủ yếu với pha hy sinh cho Đường Tam, để giúp tam cỏ của chúng ta có thể nhận lại gia phả ba đời Hạo Thiên Tông. Đường Hào với sức mạnh phong hào đấu la đã bị tụt cấp không phanh. Ông ấy đã một phát từ phong hỏa đấu la xuống hồn thánh 97 cấp. Theo sự tính toán của khoa bác sĩ thần kinh hay khoa xương khớp, Đường Hào vĩnh viễn sẽ đứng im ở cấp 79 nếu như không được phẫu thuật nối liền lại cái cẳng chân giò và cánh tay. Sau khi Đường Hào xác định sẽ ở lại chăm sóc cho cây cỏ có linh tính A Ngân tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đoạn thời gian Đường Hào bị cụt khoảng 6 năm, anh ấy mỗi ngày đều bón phân cho A Ngân và tìm cách cho A Ngân phát triển. Cũng trong thời gian đó, Đường Tam đã cùng nhóm Sở Ái Khắc lên đường đến Hải Thần Đảo. Và Đường Tam cùng nhóm Sở Ái Khắc từ Hải Thần Đảo quay về đất liền Đại Lục. Đường Tam chỉ là 85 cấp hồn đấu la, nhưng hắn vô tình đi giải cứu hai con hồn thú bị săn trộm là Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Nghiêu Mang. Khi hai con hồn thú 10 vạn năm bị Bỉ Đông vây bắt lấy hồn hoàn, dưới tình huống của mình hiện tại, hai con hồn thú Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Nghiêu Mang bị dính độc của Bỉ Đông. Hai em nó đã hiến tế trở thành hồn hoàn cho Đường Tam. Bởi vì sức mạnh của hai con hồn thú quá lớn, một phần sức mạnh được chuyển hóa thành hồn lực cấp độ cho Đường Tam, nên Đường Tam đã từ 85 cấp thành 93 cấp phong hỏa đô la. Lúc này Đường Tam đã đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn gặp lại bố Hào Cụt. Ở đây Đường Tam sau khi hồi sinh được em thỏ Tiểu Vũ và mẹ Ngân Cỏ, anh ấy thấy cảnh cha bị cụt tay chân. Đường Tam quyết định đi lên Hạo Thiên Tông lấy lại hai cục xương hồn cốt. Mục đích lấy lại hai cục xương cho Đường Hào. Đường Tam có cách nối lại chân tay cho Đường Hào. Sau khi bốn người Đường Tam, Tiểu Vũ, Đường Hào, A Ngân lên Hạo Thiên Tông, Đường Tam để muốn lấy lại hai cục xương của Đường Hào. Anh ấy đã phải solo với năm trưởng lão Phong Hào Đấu La của Hạo Thiên Tông. Kết quả ai cũng biết Đường Tam sẽ thắng. Vì vậy Đường Tam được người Hạo Thiên Tông trả lại hai cục xương cho Đường Hào. Ở đây Đường Tam đã phẫu thuật lại tay và chân cho Đường Hào. Hắn đã dùng hải thần tam xoa kích làm dao mổ chất lượng. Còn hải thần ánh sáng và kỹ năng của cục xương chân bên phải Lam Ngân Hoàng làm cách nối lại tay chân cho Đường Hào. Kỹ năng của cục xương nối lại tay chân là bất hỏa thiêu bất tấn sân phong suy hữu sinh. Trải qua một thời gian Đường Hào được Đường Tam nối lại tay chân thành công, Đường Hào đã trở thành phong hỏa đấu la 96 cấp. Đến với trận chiến thượng đỉnh Gia Lăng Quan, Đường Hào đã đột phá 97 cấp phong hỏa đấu la. Cảm ơn anh em đã xem hết video.